Vâng, em Trinh Trang, Aurade xin kính chào toàn thể các bác anh chị em nhé. Trong video mới ngày hôm nay, ngày 14 tháng 6 năm 2023, xin mời toàn thể các bác anh chị em cùng chú ý hướng tới màn hình, cùng chiêm ngưỡng một cái vẻ đẹp tổng thể của một chiếc đầu giải mã huyền thoại với cái thương hiệu đỉnh cao của Mỹ, đó là cái model đầu giải mã Mazang với model là NA8005. Đây là một trong những cái sản phẩm thiết bị đầu giải mã để đáp ứng cho tất cả những cái bộ âm thanh nghe nhạc và hát karaoke trong gia đình có một cái chất lượng đỉnh cao nhất và đạt được những cái tiêu chuẩn số hiện đại nhất và hay nhất để các bác cùng anh chị em cùng thưởng thức với những cái bản nhạc bất hủ cũng như là với những cái buổi giao lưu văn nghệ karaoke hay nhất và mỹ mãn nhất. Thì xin mời toàn thể các bác cùng anh chị em cùng hướng tới màn hình và chú ý lắng nghe, theo dõi cái model đầu giải mã nổi tiếng của Mazang đang có tại em trên trang Radê. Xin mời toàn thể các bác của anh chị em. Thì nói đến cái sự phát triển về công nghệ nhạc số, nhạc mạng, công nghệ digital, thì các bác của anh chị em phải nói đến những cái hệ xử lý âm thanh, giải mã từ tín hiệu số ra tín hiệu thường, hay còn gọi là từ tín hiệu digital sang analog, để các bác và anh chị em có những cái bản nhạc hay nhất, những cái buổi thư giãn nhạc hay nhất. Thì xin mời toàn thể các bác và anh chị em cùng đến với một đầu chiếc đầu giải mã các bác và anh chị em nhé. Thì cái chiếc đầu giải mã này nó có một cái tác dụng, nhiệm vụ là giải mã tín hiệu số từ các cái hệ thống TV, smartphone cũng như là smart TV và laptop, lấy tín hiệu giải mã từ tín hiệu giải mã tín hiệu cấp quang, hay còn gọi tín hiệu số, ra tín hiệu thường. Thì các bác và những chị em cùng tham khảo thêm về cái thiết bị đầu giải mã của hãng Mazang với model là LA8005 này. Hàng này thì hàng thương hiệu đỉnh cao của Mỹ và được thiết kế sản xuất thương mại sau này là của Nhật Bản, các bác của anh chị em nhé. Với cái chức năng full phụ kiện, các bác của anh chị em nhé. Toàn bộ đầu về em Trinh Trang nó đi là còn zin bản, phải nói rằng là chỉ thiếu mỗi cái thùng xốp, quá mới quá đẹp luôn. Toàn bộ mặt phay nhôm, các bác của anh chị em để ý này, mặt phay nhôm trắng với một cái thương hiệu logo của hãng Mazang ở giữa đầu đấy, và các cái chức năng chỉnh tua nhạc, tạm dừng và bấm play chạy, các cái chức năng về điều khiển ở trên thông số của máy, cổng USB, công tắc bao nguồn, công tắc tắt chờ, các bác quan anh chị em nhé. Thì cái chiếc đầu này về thì tất cả phụ kiện đi kèm theo gồm có giấy tờ ngày tháng năm sinh và điều khiển zin theo máy, các bác quan anh chị em nhé. Đây đang ở chế độ tắt chờ, và đây em sẽ bấm phát cái công tắc mở đây. Khi bấm phát thì hãng sẽ hiện lên cái logo Mazang trước tiên, sau đó là hiện lên cái model NA8005, các bác của anh chị em nhé. Đấy, và thứ ba đó là cái chế độ mặc định là giải mã DAC và USB, cái tín hiệu vào, các bác của anh chị em nhé, từ laptop xuống, các bác của anh chị em nhé. Đấy, rất chi là tuyệt vời, phải nói rằng đây là một cái chiếc đầu giải mã đang có tại em Trinh Trang HD với một tình trạng là thì thiếu mỗi thùng xốp, các bác của anh chị em nhé. Thì đó là những cái chức năng ở mé đằng trước, và em sẽ quay ở đằng sau ra, em sẽ quay đằng sau. Ở cái video hôm nay thì em chỉ giới thiệu về cái chức năng cũng như là cái tình trạng của cái sản phẩm đầu giải mã LA8005 này nhé. Đây toàn bộ hồi này, hồi cực kỳ đẹp, các bác cùng anh chị em nhé, hồi cực kỳ đẹp. Đấy, đằng sau đây, đằng sau thì em sẽ quay về đằng sau. Đây toàn bộ đằng sau, các bác cùng anh chị em để ý này, đằng sau thì mé bên phải màn hình, các bác cùng anh chị em đang theo dõi, đó là cái đường cấp nguồn 100V đấy, và tiếp theo là cái cổng PC cắm từ máy tính vào, hoặc là cái TV tinh thể lỏng có cái cổng PC này đấy, và cái cổng NAND, cổng USB, cổng vào đấy, các cổng vào, các bác cùng anh chị em nhé. Đây cổng tín hiệu cáp quang này thì các bác của anh em cho cắm vào là optical, đây cổng cáp quang đấy, cáp quang, và cổng ra, các bác của anh chị em nhé, cổng ra,
cổng ra là hai cổng nép nai đây, hoa sen. Cái này thì kết nối với những các thiết bị âm ni nghe nhạc và đẩy hát karaoke. Đây, cái này có cái cổng 3.5 cắm từ điện thoại sang hoặc là từ radio vào đều được các bác cùng anh chị em nhận đấy. Đều cổng này cổng vào các bác cùng anh chị em nhé. Và đường ra nó cũng có một đường ra của tín hiệu cấp quang các bác cùng anh chị em nhé. LA8005 cái này công suất là 30W. Đấy. Tất cả các cái chức năng ngõ vào ngõ ra đầy đủ cho các bác cùng anh chị em để kết nối với các thiết bị nội ngoại vi. Rất hay các bác cùng anh chị em nhé, rất tiện dụng. Thì cái tình trạng của cái đầu này thì là mới thiếu mỗi cái thùng xốp đây các bác cùng anh chị em nhé, quá đẹp luôn các bác cùng anh chị em nhé. Để sở hữu cái sản phẩm đầu giải mã cao cấp của hãng Mazang, thương hiệu nổi tiếng của Mỹ này, thì các bác cùng anh chị em liên hệ với em theo địa chỉ trên. Em Trinh Trang, RD, địa chỉ khu lộ 38, cảm ơn Cẩm Giang Hải Dương. Điện thoại 0976757899 và hotline 0967697999. Thì ở cái sản phẩm đầu giải mã này đang có tại em Trinh Trang RD, bán ra với giá là trên 10 triệu các bác cùng anh chị em nhé, trên 10 triệu. Các bác cùng anh chị em có nhu cầu để sở hữu cái sản phẩm đầu giải mã cao cấp này thì xin mời các bác cùng anh chị em liên hệ với em theo số hotline 0967697999 để được sở hữu cái sản phẩm đầu rất VIP đến từ hãng Mazang, thương hiệu đỉnh cao nổi tiếng của Mỹ này. Xin cảm ơn và xin chào em lại toàn thể các bác quan xem trên toàn quốc và các video clip mới nhất em Trinh Trang RD. Xứng đáng đồng tiền bát gạo. Bao tiền? Gần 20 triệu.